Bạn còn nhỏ. Ừ, mà. Cũng nhỏ. Bảo con chi. À vậy hả? Nhỏ quá nó chưa đi làm. Hay quá Giang ơi. Mấy trai? Trời ơi. Trời ơi, trời gì kỳ vậy? Thì mới vô có một trái à. Ô hay quá. Dũng còn hai trái nữa đó, cố lên. Còn hai trái nữa. Ơi. Ơi mấy mày. Ơi. Đây. Hai mày chơi đó má mình mấy con bự gì luôn. Hả? Chơi đó mình mấy thứ quắc. Một chút ông nói là một chút em thứ quắc. Cái con rống nữa muốn nó lỗi luôn một hồi hả? Quê, quê hả? Ai vô mấy trái là thắng. Đá hai trái vô trái đó. Thằng này nó cứ chập chập môn mà nó ngựa không. Ô cao quá. Đi chạy lại. Đây cầu thủ ghê không? Cầu thủ mập ghê không? Trời ơi. Dạ. Trái đầu tiên phải không? Trái này trái đầu tiên. Rồi. Trời. Anh đen anh ngứa mắt rồi kìa. Chút bệnh ra anh đá cho tụi bay coi. Nói đá ra ngoài không?
Dạ. Hôm qua em đâu có đi. À hôm qua em đi huyện, hôm qua đi huyện tới 5 giờ mấy. Em tưởng nó hỏi em đi làm. Vào. Ba trái vô trái hả? Ba trái vô trái à. Rồi vô. Bốn trái vô hai. Rồi trái cuối cùng nè. Ô, rồi vô hai. Rồi đổi. Rất quốc. Anh chơi kìa, anh chơi kìa. Rồi vô xuất. Ồ hai. Anh thấy Tư rảnh dễ sợ không? Trời ơi Dũng ơi. Ba này là thua rồi. Chân méo đá nhiều quẹt ra. Không. Vô. Hay quá. Hay quá Dũng ơi. Trời ơi. Rồi xuất trái đi. Ô vào. Một điểm đi Dũng, điểm đi. Ô vào. Hay quá. Ô. Ra không có vô. Rồi nghỉ đi mệt quá. Đứng coi không.